Dạ, cái này là nấu gì vậy cô? Dạ, cho cô cốt không? Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa xong cũng bị vừa xong luôn. Đồ tóc đẹp quá ta. Sao con đã đi? Ủa vô mà lúc nào cái gì con cái cái con lấy gì chi? Tao đi luôn. Con tiền mày ăn là bỏ bệnh nè. Trời ơi, con không biết em bệnh gì nè. Dưới kia đâu? Ê, cô. Cười. Chờ cho mâm này mâm gì vậy? Mâm cho chị này nè. Rắn xào với cháo với hai con tiền. Đi bốn con. Con cái này bỏ vô mình cuốn lộn này mình bỏ vô cái nồi con. Vậy ăn cháo á, này nước tương nè. Mình muối tiêu chanh nè. Ăn tí bò đi ăn ngon. Thiệt không? Thiệt. Không từ nào không có chở bò đi ăn quán phải không? Bà không
phấn gì hết hả? Gì? Bông. Bỏ luôn một tay vô nó bỏ qua nhiều quá mà đắng. Nó tìm tôi đó không? Bố cho nó bỏ luôn. Để mẹ đập mẹ bỏ vô cho. Ok đó. Tôi đập dế. Tính hình như cái quốc lộn mới phải không? Tôi đập dế. Tôi đập bỏ vô dế. Lộn đúng không? À trứng thường hả? Trứng lộn hả? Thì ăn nhiêu bỏ nhiêu thôi. Rồi. Muốn đặt chứ. Cái cút thì bỏ thêm cái cút. Sao cái này bơ tử thì để bỏ thêm cái trứng cút cho con đó. Nhưng mà mình bỏ vô để mình quậy lên chín con. Chứ không phải là mình mình luộc để mình ăn chứ. Cái này có cứng không? Cái này có cứng không? Chưa bao giờ thấy cái loại trứng như vậy. Ủa, trứng như vậy. Mà tự hỏi một câu nha. Ủa cái này nó chưa hâm lên hả? Chưa hâm lên. Nó hâm lên chưa? Hâm chưa mà. Sôi lên là những chén luôn rồi. Con quậy lên cạnh. Nè bo, nè con trai. Đó, cuốn tù tì nè. Vậy ba giờ ba ăn mới nè. Sao chứ con? Không có ăn, không có ăn hôm nay à? Chưa, chưa, này là cuốn tù tì thôi nè. Nè, con sẽ con ăn trước đi. Nè, sẽ lấy cho con gái. Con cút á. Vô tay lấy khăn dao lao con, đâu có sao lao. No. Nữa. Con cũng vậy nữa. Để soi cái thả vô á, em đặt lại hết nguyên trứng à. Đập lên, có sao đâu. Rồi con gái lấy đi con. Này cắt cái điện thoại đi con. Ừ đúng rồi. Cắt cái điện thoại đi con gái. Cái hai tay á. Nóng kinh gì? Đậu hình như là bỏ cháo, đậu lá, bỏ cái lá, bỏ lá xào, bỏ lá luôn. Vô khen mấy bạn. Mấy khen mấy bạn bò được đèn con cút phải không? Ngon không? Thì với anh bạn học lớp 2 cũng rồi. Con gà đá. Con gái mang đi con. Con cắt cái điện thoại bà nói con không nghe. Hai cây. Yeah.
Cầm nguyên con ăn luôn coi. Con hay giỡn cái. Con này chưa bằng con gì con biết không? Con gì? Con biết. Con cút đu ti. Ừ, con gà con á. Con. Chứ nó là con cút. Đó cái gì nè, con ăn cái gì đó? Xe cái đầu nữa hả? Xe cái đầu hay cái cánh? Cái đầu đâu? Ăn cái đầu luôn rồi. Đầu gà con hay cút? Nãy không gà con hay cút? Ăn gà con hả? Chú ăn cút hả? Bo có ăn đầu gà con không? Phải nhớ ăn đầu gà con cho ra. Ngon con trai. Bên đây cũng có nè. Tính bỏ vô không? Có mèo á. Cái mèo, ta đuổi mèo đi. Có mèo á. Ủa rắn nãy chưa bầm phải không? Rắn lập lậu. Mấy quả tắt lắm. Tắt mấy quả. Ăn cái đầu nè. Nè cũng ăn cái đầu nè bà. Có tóc của gà nhỏ khá là ít. Không nhiều. Nó mới gọi là cút. Cũng gọn này cũng cút. Cốc hàng gà con. Cốc. Cốc của ta mà nói gà con gì? Nó nguyên đầu cốc luôn. Nguyên lắm. Giữ ba chén cháo hả? Ngon chết luôn. Ngon luôn. Mấy lát về em có hơi có xương biết ba không ăn được. Rồi cái nào nó chín rồi cái nhớt ra đây. Để mấy lát cho nó chín rồi đang ăn. Nó tắt quá tắt rồi để cho nó chín chín. Trắng qua để trắng qua ăn cháo. Mẹ ăn hết cháo rồi bạn. Không. Mẹ ăn mất hết rồi cháo mình mẹ. Khó cháo hả? Mẹ phải đưa miếng hả? Ok. Còn miếng nhất hết luôn. Tính rồi con, để nào á. Về lấy lỗ chỉ cho con chú về bàn cưới ngày hôm nay là một chút sức khỏe về lấy chồng chú và chân chồng nhỉ. Sao nhẹ cho chú thương chú mà kèo gắn, cảm ơn rất nhiều.
đậu lên nha. Cái đậu nó bỏ lên. Đậu có rồi, đậm rồi. Đậu ăn với cháo lại. Đậu ăn với cháo mình bỏ vô. Đúng rồi, vào miếng nước tương vô nữa. Ngon, có ăn con rắn không con? Ngon không con gái? Gái lên. Chồng cô bò muộn nữa rồi. Cắn miếng na nữa không? Ừ đúng rồi. Đó, miếng nước tương nữa chưa? Cắn sụn miếng na ngon phải không con trai? Ngon không con trai? Ngon phải không? Nữa ha, miếng nữa không? Rồi nguyên đó, đủ bộ luôn á. Đó, xúc cho bánh đa đó, trang miếng nước tương vô nữa. Mẹ có trang nước tương đây rồi. Cái này là cái con rắn mà nó ưa bò ngoài đường lắm, phải không? Không phải, này con rắn nước con. Nước hả? Rắn nước có, rắn hô hành có. Cháo trong đó nó có nghệ con, nghệ ớt, củ hành đồ á, đậu phộng đồ ngon lắm. Đâu con trai ăn miếng coi.